Ok, hello, chào anh em Chào anh em quay lại với channel của anh Lưu Vịt Và ngày hôm nay là một video cuối tuần Ngày 17 tháng 11 năm 2024 Mình muốn chia sẻ anh em một chút liên quan đến thị trường chứng khoán hiện tại Với một cái tiêu đề đó là thị trường ngửa bại Ok, nhìn trả của index thì trông có vẻ như là tắm máu ở đấy Anh em đã bắt đầu thấy là thị trường nó, nó rất là rát rồi đấy Được Rồi, chúng ta bắt đầu xin anh em biến nước chúng ta bắt đầu nhé À, đầu tiên xem qua một chút về thế giới đi Đây mình có, có một cái slide để anh em xem qua một chút thôi Tiêu đề đó là thị trường ngửa bài Thế giới thì anh em xem qua tháng 10 chúng ta cũng biết rồi Nó có một những cái biến động rất là quan trọng Đó là Ông Donald Trump thắng cử tổng thống Xem lại một chút liên quan đến vĩ mô tháng 10 đi Rồi từ thế giới từ Việt Nam đi Xong chúng ta sẽ bắt đầu vào thị trường một video này mình nghĩ sẽ tổng hợp được nhiều thứ cho anh em chỉ khoảng 30 phút thôi đến 50 à, đến 50 phút khoảng đó trong khoảng đó thì sẽ chia sẻ với anh em vào cuối tuần thực ra là ông chăm lên thì nó có những cái chính sách rất là trọng yếu mà cả nhà nhìn trên màn hình đặc biệt là liên quan đến cái áp thuế đặc biệt là liên quan đến cái áp thuế đó là áp thuế 60 đối hàng hóa từ Trung Quốc và 10 đến 20 hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia khác Chúng ta biết từ tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam có trên biểu đồ đây anh em nhìn thấy đó là Việt Nam xuất sang Mỹ rơi vào khoảng 29% 9 tháng đầu năm. Trung Quốc chỉ đóng vai trò 15% thôi. Châu Âu EU là khoảng 15%. Còn lại là quốc gia khác Hàn, Nhật, Hồng Kông, Ấn Độ và khác. Nhưng nếu mà anh em nhìn sang biểu đồ bên cạnh đó là chúng ta có những rắc rối nhất định. Đó là chúng ta nhập tức là nhập khẩu ở bên Trung Quốc thì rất là nhiều. Nó tương đương với việc là chúng ta xuất khẩu sang Mỹ nó rất là đồng pha với nhau cái điều này thì nó có thể dẫn đến một vài ý đối với cái tác động lên từ ông Donald Trump thắng cử cái này thì chưa rõ về chính sách đâu cả nhà chính sách này chỉ là những cái chính sách mà ông đề cập thôi chứ còn để mà nói chính chuẩn ấy thì phải chờ 20 tháng 1 năm 2025 khi mà ông bắt đầu ông bước chân vào nhà trắng ấy, ông đưa ra những chính sách gì chứ còn bây giờ vẫn đang mõm với nhau thôi đang mõm là như thế nếu bây giờ phải chờ ông vào nhà trắng xem biết là ông có những chính sách gì được nhưng mà trước mắt là chúng ta nhìn thấy có vài cái lợi vài cái hại để cả nhà lưu tâm cái đầu tiên đó là chúng ta phải thấy nó là hai đây là hai cường quốc và thằng Trung Quốc thì ở đây gần Việt Nam vì thế rất dễ có những cái trường hợp nó lách xuất xứ nên là anh em thấy nhập khẩu của Trung Quốc nhìn rất nhiều nhưng mà xuất sang Mỹ thì cũng tương đương à, cái biểu đồ rất là trùng nhau chứng tỏ là có thể nó sẽ có những cái câu chuyện nó liên quan đến đến lách lách xuất xứ, ok đấy là câu chuyện đầu tiên. câu chuyện thứ hai đó là liên quan đến câu chuyện đó là FDI có thể FDI nó sẽ đổ Việt Nam nhưng mà cái xu hướng đấy nó là xu hướng từ mình đã có một video chia sẻ rồi nó là xu hướng từ 2018 rồi từ chiến tranh thương mại nổ ra vào cuối tháng 3 năm 2018 đến bây giờ nó là xu hướng tức là người ta đã chuẩn bị cho câu chuyện đó chứ không phải là đến bây giờ người ta bắt đầu ông chăm lên người ta bắt đầu mới chuyển dịch không người ta đã chuyển dịch trước đó rồi nhưng khi mà ông Trump lên lần thứ hai này có thể xuống chuyển dịch nó sẽ gia tăng thêm và xuống chuyển dịch này anh em nên nhớ nhé nó cũng có những tiêu cực và tích cực tiêu cực ở đây là gì ví dụ như cái doanh nghiệp fdi thì trung quốc từ hồng kông vào việt nam rất là nhiều và cũng đang xuất sang mỹ rất là nhiều ví dụ trong 29% mà xuất sang mỹ này thì 70% đến từ fdi đến từ những cái doanh nghiệp fdi mà trong 70% đó thì lại là 34% 40 chủ đạo là Hàn Quốc 10-20% từ Đài Loan rồi 20-30% từ Trung Vậy thì những cái doanh nghiệp FDI từ Trung Quốc Rất có thể nó cũng đang lách xuất xứ chứ Và thằng Mỹ thì nó rất lưu ý cái việc đó Giống anh em biết là con ruồi đi qua nó không biết con đực hay con cái Thì câu chuyện nó đi, nó vào nó mở điều tra là chuyện hết sức là bình thường Tốt nhất là nó đang không thích chơi với thằng Trung Quốc Khi mà ông Trump lên, ông không thích chơi với thằng Trung Quốc Thì những cái gì liên quan đến thằng Trung Quốc ấy mà Việt Nam đang ví dụ như là FDI từ dòng chảy từ Trung Quốc sang Việt Nam nó sẽ bị hạn chế lại, nó sẽ bị hạn chế, tức là FDI của những cái cái thằng ở Trung Quốc, thằng Hồng Kông ấy nó muốn chuyển sang Việt Nam nó sẽ trứng lại, nhưng ngược lại nó có những cái tích cực ví dụ những thằng Hàn, thằng Đài Loan nó đang đặt nhà máy ở Trung Quốc thì nó có xu hướng nó chuyển giao, chuyển dịch những cái công nghệ, chuyển dịch những cái từng phần, từng phần sang Việt Nam thì có thể nó sẽ bù đắp cho cái câu chuyện từ thằng Trung, từ thằng Trung thì hai cái đấy thì mình nghĩ nó bù đắp cho nhau nhưng tổng thể lại thì có thể là fbi sẽ tiếp tục được hưởng lợi trong một thời gian dài khi mà nhiệm kỳ của ông trump đặc biệt là những doanh nghiệp là từ đài loan uh, um, rồi uh, hàn quốc những cái đồng minh của thằng mỹ ở châu á thái bình dương thì mình nghĩ nó sẽ vẫn tiếp tục nó chuyển dịch thôi nó sẽ không ở thằng trung quốc nữa và nó có xuống nó chuyển dịch từng phần từng phần từng phần có việt nam cái thứ ba thì mình nghĩ rằng là nó sẽ cái này mình nói lại thôi mình nghĩ rằng Việt Nam thì nó sẽ có những cái lợi thế cạnh tranh nhất định về đặc biệt là có hai cái mảng cạnh tranh nhất định đó là mảng dệt may và mảng cá tra hai cái mảng đấy thủy sản mình đích danh hơn cá tra chứ còn tôm thì hơi khó nhá tôm so với thằng Indo thằng Ecuador là chết cứng ngay nhưng mà mảng cá tra của Việt Nam và mảng dệt may đấy là hai mảng mà trên sàn nó có những cái chứ còn linh kiện điện tử máy móc các thứ thì Việt Nam xuất nhiều sang nhưng mà chúng ta không có những cái mã cổ phiếu trên sàn. Còn trên sàn chủ đạo là dệt, MSHTNG này, cá tra, vĩnh hoàn này. Đấy những cái doanh nghiệp chủ đạo nó sẽ được hưởng lợi từ cái việc nó 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 dí đường Trung Quốc thì có thể chúng ta vẫn đang bị áp khoảng 5 đến 8 đến 25% tuy nhiên là chúng ta sẽ được tăng cái sản lượng lên. tăng sản lượng lên. Nên là nếu mà có bị áp về thuế thì nó vẫn ngon. Khi mà thằng Trung Quốc là một trong những thằng mà xuất khẩu dệt may rất là lớn sang Mỹ đấy chúng ta cũng phải lưu ý cái việc đó. Đấy chính là những cái mà mà chúng ta tạm thời chúng ta cho thấy là nó đang được hưởng cũng như là những cái bất cập khi mà ông ấy lên. Nó đơn giản chỉ là như thế thôi. Còn lại khi mà ông ấy lên chính thức 20 tháng 1 ấy thì mình nghĩ rằng anh em mới có cái mà phân tích nó kỹ được. Trong nhiệm kỳ của ông mới biết ông làm cái gì, còn đây chỉ là những cái mà ông ấy ông ấy đề cập trong chiến dịch tranh cử thôi. Ok, nói qua một chút là như thế. Thì sau khi mà ông Donald Trump ông lên thì có một cái hiệu ứng chúng ta gọi là hiệu ứng Donald Trump. Chúng ta thấy là đô la tăng rất là kinh. Anh em xem vào biểu đồ của đô la anh Tăng rất là kinh. Nó y như năm 2016. Khi mà ông ấy lên thắng cử. Năm 2016 cuối 16 đầu 17. Ông lên thắng cử đô la có một nhịp tăng cũng rất mạnh. Nếu mà tính từ khoảng tháng 10 đổ đi khi bắt đầu có những chiến dịch thắng cử nhất định. Ông ấy tăng rất mạnh luôn. Tăng từ rơi vào khoảng 96 lên đến 103 đô la đâu đấy tăng được khoảng 7,5% Rất kinh Sau đó bắt đầu anh em thấy là ở Khi mà ở Ông ấy bắt đầu ông ấy vào Nhà Trắng Đúng không? Cũng đến tầm cuối tháng 1 thôi Đầu tháng 1 Đấy đô bắt đầu điều chỉnh Điều chỉnh điều chỉnh rơi rất nhanh Tại vì là một quốc gia mà anh em hình dung là Ông ấy cũng không muốn đồng đô mạnh đâu Tức là ông ấy theo đuổi trường phái là giảm lãi suất mà Để kinh tế nó tốt mà Đấy rồi nhập khẩu rồi xuất khẩu ông muốn xuất khẩu làm sao mà ông ấy để đồng đô nó mạnh được chắc chắn là ông sẽ neo một đồng đô ở ngưỡng hợp lý một đô sau khi mà có tin là ông năm đô Donald trăm lên làm tổng thống ấy, thì đô cũng có một nhịp tăng đâu đó khoảng 3% phần trăm chỗ khu vực này từ dưới đáy đi lên nữa gần 7% phần trăm rồi cũng tăng một nhịp gần 7% phần trăm tương tự như năm 2016 đâm đến thẳng đến đỉnh biên luôn Và mình có nói với anh em ở trong trong nhóm khách hàng của mình 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 tương đối là tự tin là đô có thể tạo đỉnh trong tuần tới khi mà gặp cả một sáu tạo đỉnh ngắn hạn nhé có thể nó sẽ trồi sụt nó có test lên một bảy này nó có loanh quanh ở chỗ này nhưng mà khu vực này là khu vực đỉnh thì tạm thời đang tương đối là tự tin về cái câu chuyện này nhá tại vì đâm một mạch lên này chưa có một nhịp nghỉ nào tất nhiên là MACD thì vẫn chưa có đỉnh nhưng mà với khu vực này thì rất dễ là mình thấy một giờ nó đã có phân kỳ rồi chúng ta cùng chờ xem là đô sẽ đô sẽ làm sao ở đây nhé cùng xem là đô sẽ như thế nào ở khu vực này đấy xem là đô sẽ làm gì ở đây nhưng mà dư địa là có vẫn có thể nó phụt lên một bảy phát nữa đấy thì để xem nó sẽ như thế nào ở chỗ này nhá yeah. nhưng mà tạm thời là chúng ta đang tương đối là tự tin là có thể là đô sẽ có một cái vùng đỉnh ngắn hạn ngay khu vực một lẻ sáu bảy này tại vì ngay từ giờ đến tháng 12 chúng ta lại còn có một cái đợt giảm lãi suất nữa rồi đúng không ngay từ tháng 12 chúng ta có một đợt giảm lãi suất nữa ok thì cái đó mình nghĩ sẽ hỗ trợ thị trường trong 2 tuần tới đấy trong 2 tuần tới trong 2 tuần tới ok đấy là câu chuyện liên quan đến biến động từ hiệu ứng donald trump đầu tiên là đô lên cái thứ hai là bit lên bitcoin lên rất mạnh đấy nếu mà anh em để ý btc này nhịp này rất là tiếc cho index thực sự rất là tiếc cho index luôn khi mà btc lên thực ra thằng index của mình rất là đồng pha thằng btc nhưng mà lần này thì sau khi thằng bit lên thì thằng đô lại lên cùng Mà mình thì chối ghét thằng đô luôn Mà thằng bit này nó cũng rất là chối thằng đô nhá Nhưng lần này hai thằng lại lên cùng nhau Thằng bit này nó cũng rất là ngược pha với thằng đô Nhưng lần này hai thằng lại lên cùng nhau Còn trứng của mình chắc chắn là không chịu đô rồi Đô lên là rất là rất là sợ rồi đúng không Ok BTC thì có một pha giật lên 90 Mình những chỉ confirm anh em cuối năm nay khoảng 85 thì cái đợt nó còn 55 bây giờ nó đã 90 rồi không chẳng biết nói gì hơn luôn có thể nó sẽ có những cái nhịp nó điều chỉnh ở cái khu vực này về khoảng 83 85 nhưng mà mình nghĩ với cái xung lực hiện tại thì thậm chí nó còn đẩy lên một pha nữa lên tầm lanh quanh đẩy lên trăm thật thì xong bắt đầu nó mới đi ngang ở đây ý. nó rất là điên không biết thế nào một lần xung lực nó đang mạnh nên là hạn chế thôi không đoán đỉnh nhé yeah, không đoán đỉnh ok à, đấy là câu chuyện liên quan đến BTC Ừ, rồi chúng ta thấy là Dow Jones Dow Jones thì đêm qua thì cũng Đêm trước thì ngắc ngứ, khu vực gáp ở chỗ này gáp to quá, tỷ lệ lấp là rất cao, S&P 500 tương tự như vậy. S&P 500 cũng 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 tương tự như thế, đúng không? S&P. Ồ, oh, đây. Đây, S&P 500 đấy, cũng tương tự như thế, cũng đã đâm xuống M20 rồi. Khả năng lấp gáp rất là cao. Lấp gáp rất là cao. Như vậy là có thể nói là thị trường đã kết thúc cái cái trend hiệu ứng chậm rồi đấy. Hiệu ứng chậm ngắn hạn là coi như là đã kết thúc rồi đấy. đấy. Nhưng mà cái phản ứng của BTC, phản ứng của đô la thực sự là phải nói là quá là kinh. Quá là kinh. Thì có thể trong tuần tới mọi thứ nó sẽ ổn định trở lại. Mọi thứ nó sẽ ổn định trở lại từ thế giới. Chúng ta thấy Fed rate vẫn đang neo ở khu vực 63% giảm lãi suất 0.25 điểm phần trăm nữa. Tức là năm nay Fed sẽ giảm khoảng 1% như vậy là cái anh em biết là cái giai đoạn này chúng ta về liên thị trường nó không có biến động nhiều khi mà tỷ giá nó tăng tại vì là gáp lãi suất bây giờ nó không như tháng 7, nó cũng như tháng 4, nó cũng như năm cuối năm ngoái gáp lãi suất bây giờ nó không phải là là 5.25, 5.5 nữa mà gáp lãi suất bây giờ nó là 4.5 và 4.75 vì thế nó gáp lực gồng về mặt tỷ giá nó rất là tốt kết hợp với cái việc mà kim ngạch xuất khẩu tương đối là ok thẳng dư thương mại lớn vì thế nên là chúng ta điều hòa được câu chuyện đó Tức là chính phủ đã, có vẻ như đã lường trước được câu chuyện đó. Rồi kết hợp với tháng 12, ngày 18 tháng 12 này nữa chúng ta lại có một cái đợt giảm 0.25 nữa. Về 4.25 đến 4.5 thì cái dư địa của chúng ta có thể là cái mặt tỷ giá nó sẽ không còn áp lực quá là nhiều. Tức là đây là một câu chuyện để chúng ta lo ngại thôi. Chứ để nói và nó gây áp lực quá là lớn thì mình nghĩ rằng nó không phải. Nó không phải. cái yeah. Đấy là câu chuyện liên quan đến anh em cũng thấy rõ được trong những cái đợt điều chỉnh đợt này. Anh em cũng thấy rõ được về cái câu chuyện tỷ giá lần này nó không được đưa ra quá là nhiều nó có được đưa ra nhưng nó không quá là kinh khủng như những cái đợt trước tại vì bây giờ không thể viện vào câu chuyện tỷ giá được không thể viện câu chuyện tỷ giá được thậm chí SPV không có động thái là anh em biết rồi người ta vẫn bơm tài khoản thị trường lên thị trường người ta không hề có động thái gì cả chứng tỏ là người ta gồng rất là tốt vì anh em biết là gáp lãi suất bây giờ nó không có là 5.25 5.5 như năm trước nữa gáp lãi suất bây giờ là còn 4.5 4.75 cái câu chuyện nó hoàn toàn khác rồi hai à, anh em nhé Ok, biến động của thế giới thì thị trường châu Á thì nó đổ lửa Đỏ lửa Châu Âu, châu Mỹ thì rất là tốt Châu Mỹ thì rất là ok Đúng không? Bit thì rất là kinh Coi rất là kinh Nhưng châu Á chúng ta phải biết là Nhật Bản có một tuần giảm hơn 2% Đây Việt Nam chúng ta đây Một tuần HX uh, giảm 2,36% vndex tức là HOSE đấy Giảm 2,71% Cũng rất là khốc liệt sang hai cũng điều chỉnh tới 3,52% đúng không? Rồi uh, uh, ấn cũng Sensex của ấn cũng điều chỉnh tới 2,47% đúng không? Xong rồi uh, Taiwan này, uh, Đài Loan cũng điều chỉnh tới 3,44% đấy, xong rồi uh, uh, Thái cũng điều chỉnh còn một phần trăm, Malaysia cũng điều chỉnh 1,78% đúng không? Philip cũng điều chỉnh 4,31% điều chỉnh cũng rất là 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 khét lẹt luôn đấy chứ không phải là không đâu đấy mình thấy là đa phần là đỏ ửng luôn có mấy thằng liên quan đến lào tăng thôi đúng không còn lại thì chỉnh gần chết nói chung là châu á thì sau khi mà ông trăm lên chẳng có hiệu ứng gì đi theo ông trung hết trung quốc dí cho gần chết tất cả đi theo hết không anh em lại cứ tưởng là mỗi mình là đi đâu mà cả châu á nó đi ấy. vì thế nên là khi mà mình lên là cũng tương đối là khó đấy. đấy cái đấy là cái mà anh em phải lưu ý đấy là vĩ mô về thế giới thế giới thì uh, mình cũng vừa nói quan điểm rồi khi hiệu ứng trăm mà chết mà mà hết đấy thể để nói là chết hiệu ứng trăm nó hết thì hiệu ứng trăm nó có khoảng hai tuần trước thì có thể là đến bây giờ nó bắt đầu nó nó đã đi rồi thằng đô lên cùng này thằng bit lên này thị trường chứng khoán mỹ này lên này tất cả mọi thằng đều lên vàng đao này đúng không thì khi mà hiệu ứng trăm có thể nó hết Nó hết nhé Thì có thể là đô chỉnh Chứng Mỹ chỉnh Bitcoin chỉnh Vàng hồi Đấy Cái đấy mình chỉ nói ngắn gọn như thế để anh em hình dung thôi Có thể là sẽ như thế nhé Có thể là sẽ như thế Có thể là sẽ như thế Tại vì mình thấy chứng Mỹ là thằng chỉnh đầu tiên rồi Chứng Mỹ chỉnh rồi Đô bắt đầu có dấu hiệu chỉnh rồi Bit khả năng cũng sẽ chỉnh vậy thì vàng là thằng sẽ hồi khả năng vàng là thằng sẽ hồi tại vì khi mà vàng chạm ngưỡng hai nghìn năm khả năng cũng sẽ swing ở đây khả năng cũng sẽ swing ở đây đấy, vàng trước có rút chân về hai năm rồi này ở đây là anh em lưu ý một chút về thế giới như vậy ok vậy thì thị trường châu á là thị trường điều chỉnh về trên thì có thể thị trường châu á sẽ là thị trường mà hồi lên khi mà bít chỉnh khi mà đô chỉnh khi mà Dow Jones chỉnh trong tuần tới thì có thể thị trường châu Á lại thị trường hồi phục nó nguyên tắc cứ đồng pha ngược pha thôi Để chúng ta cứ view như thế thì anh em lưu ý ok đấy là biến động thế giới phí mua trong nước phí mua trong nước thì uh, cái này là cập nhật tới tháng 10 thôi một vài những cái chỉ số quan trọng thì mình thấy nó không quá gì là là kinh khủng cả mình thấy những cái chỉ số sản xuất công nghiệp nó vẫn duy trì rất là tốt hay là PMI chúng ta vẫn neo khi mà chúng ta có báo ra ghi chúng ta về tới 47 nhưng bây giờ chúng ta vẫn neo ở trên vùng 50 PMI neo trên 50 thì cái hoạt động sản xuất nó vẫn là ok 51.2 cơ Đúng không? Rồi uh, CPI chúng ta vẫn neo quanh 2.9 Trời ơi CPI chúng ta vẫn neo theo tháng của 2.9 Tức là Trung bình chắc mình nghĩ là Đây cả khu vực chỗ này CPI Tháng trên tháng 5 trên 5 đây Trung bình từ đầu năm đến giờ hình như là cũng không quá 4% Không quá 4% mà quốc hội cho 4.5% cơ mà Tức là CPI chúng ta là Không bị lo, không bị lo về câu chuyện CPI yeah. Kim ngạch xuất nhập khẩu thì vẫn duy trì hai chữ số 10, kim ngạch nhập khẩu thì 13,8% vẫn là thẳng dư thương mại khoảng hơn 2 tỷ đô đúng không rồi FDI giải ngân cũng 2,2 tỷ đô FDI đăng ký cũng 2,3 tỷ tương đối là ok đúng không trong tháng 10 như này mọi chỉ số như này là ổn định vị mô Việt Nam nói chung là không có cái gì mà phải lo lắng quá nhiều luôn ấy tất cả những thứ là chúng ta đang lo cho tương lai thôi chứ còn với những cái gì mà đang xảy ra đã và đang xảy ra mình nghĩ rằng với Việt Nam thì nó quá là ổn luôn với cái vĩ mô như này quá là ổn luôn anh em phải biết là cái tháng 9 năm ngoái nó còn nát thế nào cơ nát kinh luôn đấy chín năm ngoái chúng ta còn biết là rồi đây chúng ta còn ở đây mình còn phải phải phải, bán rất là bán là nghìn mốt đấy nó về một hai mươi đấy đấy hồi đấy như vậy tức là hồi đấy chúng ta còn không biết là fed có có giảm lãi suất hay không nhé tức là hồi đấy fed nó còn có khả năng nó còn tăng tiếp lãi suất tiếp chúng ta không thể gồng nổi mà tỷ giá luôn bây giờ nó câu chuyện nó quá là rõ ràng rồi mọi thứ nó đang mình nghĩ nó rất là ổn rất là ổn xem qua một chút nhé về vĩ mô trong nước ấy. có thể là về thế giới chúng ta bị biến động liên quan đến đô la index nó chỉ là tâm lý ngắn hạn thôi nhưng nó sẽ ổn định lại sẽ ổn định lại ờ, trong nước thì chúng ta biết là thị trường chứng khoán Việt Nam mình nói qua nhanh một chút về định giá thị trường định giá thị trường thì PE mình đã thấy về vùng hấp dẫn rồi có một vài bên nó định giá PE nó hơi khác nhưng trung tính trở lại thì nó đang rơi khoảng 12 đến 13 đấy đối PE thị trường xin em bên nhé nó rơi vào khoảng 12 13. Để anh em biết là cái định giá này nó có rẻ hay không thì anh em so sánh với các thị trường khác như là Indo, Malay, Thái Lan, Philippines, Sing, China, Trung Quốc thì Việt Nam nó rơi vào khoảng 12 đến 13 thì nó Indo nó là 14,3 Malaysia Malay nó là 14,7 bảy, Thái nó là 16 so sánh với thằng Thái chuẩn nhất này, mình với thằng Thái là hay gọi là so sánh với nhau trên mọi mặt đấy. Philip là khoảng 12 này, Sinh khoảng 11,5 này, Trung Quốc khoảng 13 này, Tức là PE thị trường ở ngưỡng gọi là tương đối rẻ luôn đấy. Tương đối rẻ. Cứ bên tầm 12 13 là rẻ. Yeah. còn nếu mà trong những cái đợt mà thị trường nó khủng hoảng kinh tế, ví dụ như là nghìn uh, năm 2020 chẳng hạn khi mà chúng ta khi mà chúng ta dính Covid chẳng hạn thì PE thị trường nó về đâu đó khoảng 9.5. Còn 2023, 2022 chúng ta có một cái uh, vạn thịnh phát đúng không? Chúng ta bị uh, kép về câu chuyện tăng lãi suất của Fed Đúng không? Thì khi đó PE của thị trường nó rơi vào khoảng 9 chấm thì nó là ngưỡng siêu siêu rẻ rồi, đấy là những cái ngưỡng mà anh em có thể mua. Mình nghĩ rằng mua chắc không bao giờ chết luôn ấy. Đấy là ngưỡng siêu rẻ. Còn với như hiện tại thì PE thị trường anh em để khung đâu đó khoảng mình nghĩ rơi vào khoảng 12, 12.x là đã tương đối là ok rồi. Tức là PE thị trường bây giờ đang là vùng rất là hấp dẫn. Trong cái bối cảnh hiện tại như hiện tại Tức là cái bối cảnh hiện tại nó còn về năm ngoái ví dụ như là PE của thị trường nó còn về tới 11. Đúng không? PE thị trường về 11x. Lúc tháng 9 ấy, 2023, PE thị trường về 11x. Số nó nảy rất nhanh. Vì thế là trong cái đợt này nếu mà PE thị trường nó chỉ cần xuyên về đến 12x thôi, thậm chí xuyên thủng 12x thì anh em phải hết sức lưu ý. Hết sức lưu ý. Tức là giờ ví dụ PE thị trường bây giờ nó rơi vào khoảng 12 cứ cho là 128 đi. 128 mà bây giờ mà về 1200 giờ khoảng 12. 1200 rơi vào khoảng 12 năm. 12 năm, xuyên thủ 1 1200 thì chắc là 1180 thì chắc là tầm 11x. Tầm đó, tầm sắt đầu 12 11x rồi. Đấy tùy từng bên. Ok. Vậy thì nó rơi vào cái khoảng đấy thì nói chung là rẻ. Rẻ. Thế nào vài em nữa nó lại cân lên 2 3 tuần nữa nó lại cân lên. Nó mà dí về đấy nó lại cân lên pe thị trường nó rơi vào khoảng 12.5 đổ lên. Tại vì là PO thị trường mình bây giờ nó cứ phải duy trì khoảng 14 tầm đấy, nó là trung tính. Chứ PO thị trường mà duy trì ở tầm 11, 12 thì thực sự với cả nhà nó rẻ. không biết là của rẻ phải của ôi không nhưng mà rẻ. Đấy là định giá về thị trường để anh em lưu ý. Đây, còn xem qua trạng thái về VN đấy, Nhìn những tương đối sợ đấy. Chứ không phải là không đâu. Đấy, xưa thì mình có confirm cho anh em cái nhịp ở trên 1K3. Ấy. Đó confirm với anh em có thể về khoảng 1, 2, 4x thì có thể nó sẽ tạo đáy đây dí cùng lắm là về 1 2 3x xong nó rút chân. Đấy. Cái hồi khu vực chỗ này này. Trung tuần tháng 10 thì mình cũng chỉ confirm với anh em về đấy thôi. con confirm với anh em một cái nhịp điều chỉnh mà một tháng nó rơi vào khoảng 4% index. Bây giờ thì nó xuyên thủng qua vùng này rồi. Vì thế nhận định đấy là sai. Đấy chia sẻ với anh em như thế. Mặc dù là cũng xác định là nó điều chỉnh đấy. Nhưng mà về mặt chỉ số thì nó phi mạnh hơn mình dự kiến. Tại vì là mình thấy banh ấy đơn giản lúc đấy thì mình chỉ chỉ tính toán là banh nó khó có thể break được khi đấy mình thấy break fail liên tục thì mình nghĩ rằng là banh có thể điều chỉnh về MA200 bây giờ mình thấy CTG điều chỉnh có bung về MA200 đó tách nó cũng về MA200 rồi MB cũng về MA200 rồi thậm chí tuyên xuyên thủ MA200 rồi ACB cũng về MA200 thì mình nghĩ đơn giản lúc đấy là banh sẽ về MA200 thì khả năng thị trường sẽ về MA200 vậy mà đã 10% banh rồi đấy anh em ạ và bây giờ nó còn xuyên thủng qua những cái mốc mình confirm cho anh em mình view cho anh em tức là nó đang tốc liệt hơn dự kiến rất nhiều đấy. Tức là banh đi như vậy là banh đi rất căng. Banh đi như thế này là banh đi cực căng luôn. Thì cái đấy là cái mà anh em cần phải follow. ông cái đấy view sai cho anh em là phải nhận nhá, yeah. về câu chuyện về mặt chỉ số. Thì khi mà nó bung thủng cái mốc 1240 thì câu chuyện đấy là là sai. Còn về mặt tham minh thì chia sẻ với anh em là mình vẫn tham minh với anh em là trung tuần tháng 11 và bây giờ đang là trung tuần tháng 11 rồi. Tại vì cái tham minh này nó không liên quan đến mặt chỉ số. Cái tham minh này đơn thuần nó là điểm rơi, tạo đáy, tạo đỉnh hay là điểm rơi một vùng đi ngang thôi. Chứ nó lại không liên quan đến mặt chỉ số, tại vì tham minh nó không giúp đoán chỉ số mà tham minh nó chỉ giúp đoán là vùng đáy, vùng đỉnh, vùng đi ngang trong ngắn hạn một khoảng thời gian ngắn hoặc là trong một khoảng thời gian dài. Vì đơn giản thôi, tham minh thì nó cần hội tụ những cái sự kiện trọng yếu. Ai mà biết về tham minh một chút thì nó sẽ là như vậy tham minh rồi cái sự vận động các nhóm ngành cũng như là đà rơi của cổ phiếu ví dụ thị trường bắt đầu nó ngả bài thì thông thường từ lúc nó ngửa bài ngửa bài tức là gì nó không cưa chân bàn nữa mà nó rơi mở biên rơi thì thông thường từ lúc mở biên rơi thì nó sẽ mất một đến hai tuần nó tạo đáy thì thị trường bắt đầu nó mở biên rơi đâu đấy khoảng một tuần này rồi thì nó rơi vào khoảng một tuần một hai tuần rồi tức là kết tuần sau là ổn định nó sẽ tạo đáy có thể sẽ có nhịp hồi phục nhá nhưng sau đó nó còn dí lại cho anh em để tạo đáy chính đấy cái thứ hai đó là về mặt sự kiện khi mà chúng ta qua sự kiện Donald Trump rồi, khi mà qua sự kiện của Fed rồi, khi mà qua báo cáo tài chính quý 3 rồi. Qua một tháng rồi. Thì rất dễ chúng ta sẽ và có một tháng điều chỉnh rồi nhé. Mình confirm cho anh em từ trung tuần tháng 10. Nhưng bây giờ là trung tuần tháng 11 thì rất dễ chúng ta có đáy vào trong tuần cái tuần mà trung tuần tháng 11 đây này. Rất dễ. Tại vì anh em biết không, cái thời điểm tham minh ấy đó là gì? Cứ đến giai đoạn tham minh nhá, là chúng ta rất bị ngược đãi thì giống như cái giai đoạn tham minh trung tuần tháng 10 lúc đấy anh em rất là phiêu ở trên 1, 300 nhưng mà lúc đấy mình bảo anh em tham minh đến trung tuần tháng 10 anh em phải hết sức cẩn thận có thể báo cáo tài chính quý 3 nó khi nó ra xong thôi trước báo cáo tài chính quý 3 tôi có thể nó giã cho anh em một nhịp đấy nhưng mà lúc đó rất là phiêu với câu chuyện vượt 1.300 anh em hình dung không ạ cũng tương tự bây giờ đến trung tuần tháng 11 Nó rất là đau Và anh em bắt đầu lại hồ hởi những cái câu chuyện đó là ừ, Nó sẽ phá đáy chỗ này đáy chỗ kia Nhưng mà với những cái gì mình đang thấy ở đây Thì mình không thấy câu chuyện đấy Tất nhiên là chúng ta tìm lý do thôi Đúng không? Còn thị trường nó giảm thì nó luôn đúng à Nhưng chúng ta tìm ra lý do để chúng ta xem là ừ có những cái điểm vị thế nào nó hợp lý hay không thôi Và điểm này ok có đáng để cược hay không thôi Chứ còn để mà bảo anh em bây giờ Uh, anh em view thị trường về 900 ấy nó có lý do mà. Thế là bây giờ quan trọng góc nhìn của anh em, là góc nhìn bây giờ anh em nghĩ đây là cơ hội hay là góc nhìn anh em nghĩ đây là mối đe dọa thôi. Nếu anh em tiếp tục anh em nghĩ đây là mối đe dọa ấy, thì câu chuyện anh em xem buổi ngày hôm nay nó hơi vô giá trị. Tại vì mình đang định hướng cho anh em, đây là cơ hội. Nó khác so với câu chuyện định hướng đây là mối đe dọa. Tại vì khi về đến bắt đầu nó ngửa bài rồi thì mình không định hướng nó là mối đe dọa nữa. Mình đã chuẩn bị cho cái cơ hội này Có thể là mình chuẩn bị cho cơ hội này cách đây khoảng hơn một tháng nay rồi Từ cuối tháng 9 đến bây giờ rồi mình đã chuẩn bị cho cơ hội này rồi Có thể bây giờ nó còn phiêu hơn cả mình dự kiến rồi Thì mình bây giờ mình căn ke điểm nào hợp lý để bắt đầu mình giải ngân thôi Ý là như thế Anh em nhá cái đấy là cái phải chia sẻ rõ với anh em là như thế Thì loanh quanh cái điểm trung tuần tháng 11 đổ đi Có thể là sau đáo hạn Khoảng 15-20 tháng 11 đổ đi Mọi thứ hy vọng nó sẽ ổn định thì nếu mà nó không ổn định được trong cái tuần này nhé à trong cái cái trung tuần tháng 11 này đổ đi tức là cứ cho là tầm đến khoảng 21 đổ đi đi mà nó không ổn định được nhé thì anh em phải dùng nó sẽ khốc liệt như cái nhịp tháng 7 tháng 8 bây giờ chúng ta chưa khốc liệt bằng nhịp tháng 7 tháng 8 đơn giản chúng ta nhìn đôi trứng nó chưa phá đáy đấy trứng xưa đáy nó ở vùng ví dụ HCM là vùng 23 bây giờ nó có phá 23 đó, nó vẫn đang ở 26 tức là nó giảm 15% còn nơi 23 ngày xưa nó giảm 25% kìa mà Thì tức là chúng ta chưa khốc liệt hơn cái điểm Xưa giảm hơn 20% đúng không? Đây từ đỉnh về đáy đây 23% Tức là chúng ta chưa khốc liệt hơn so với nhịp tháng 7 tháng 8 Chúng ta chưa khốc liệt hơn so với nhịp tháng 7 tháng 8 Anh em hình dung ạ à? Nhưng mà trong trường hợp mà không tạo đáy được ở Trong trung tuần tới 11 này, này Tuần này có thể là tuần sau Hoặc có thể đầu tuần sau nữa Là đến trung tuần Ngay tuần sau ấy, không tạo đáy được thì có thể chúng ta sẽ sẽ rơi ngang một cái nhịp mà tháng 7 tháng 8 ấy. Xưa thì mình không có dự kiến anh em này đâu. Xưa mình chỉ dự cho anh em lúc mà HCM là 31 32 anh bảo anh em là khoảng ừ, 15% 27 năm khoảng đó. Tức là mình chỉ dự biên rơi mid cap đâu đấy khoảng 15% thôi. Và cái nhịp điều chỉnh Bao có tài chính quý tại vì trước đó là một nhịp điều chỉnh mạnh rồi, thông thường sau đó sẽ là một nhịp điều chỉnh bằng 1/2 nhịp điều chỉnh mạnh đó. Đấy là cái cách view. Đấy, nhưng bây giờ nó đang có xu hướng là nó điều chỉnh mạnh hơn một chút rồi đấy so với so với mình view rồi đấy. Yeah, tức là bây giờ mình anh em đang thấy là ví dụ banh mình view điều chỉnh có 10% thì bây giờ nó rơi vào khoảng 11 12% rồi. Đấy 11 12% 11 12% tức chứng tỏ đã có cáp bay tới 20% rồi. Tức là chỉ còn khoảng 1,5 cây sàn nữa là có thể là bằng tức là 10% nữa là có thể bằng nhịp điều chỉnh. Ờ, tháng 7 tháng 8 10 phần trăm nữa tức là mỗi cổ phiếu rơi thêm một cây sàn nữa 1,5 cây sàn nữa sẽ bằng nhịp điều chỉnh tháng 7 tháng 8 thì khi đó thị trường về rẻ lắm PO thị trường đấy nó phải rơi vào tầm 11 x 12 vậy thì đồng nghĩa banh phải đi thêm một cây 5 phần trăm nữa đấy 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 là cái mà để xem là thị trường nó vận động như nào nhưng mình nghĩ không đến nỗi như vậy đâu tạm thời chúng ta chưa nói được câu chuyện đấy đâu tại vì sao mình có cái lý do của mình chia sẻ với anh em Nếu anh em để ý banh ấy Nếu anh em để ý VN30 ấy Thì VN30 hiện tại nhá Ví dụ anh em mà bật RSI lên thôi là cũng thấy VN30 Có vẻ như nó đang vào câu chuyện là Nó về vùng quá bán rồi này, này VN30 trong năm nay Đã có một lần tháng 4 nó về vùng 31 8 Lần tháng 7 nó về vùng Cũng 31 8 Lần này nó còn về vùng Lần này nó còn về vùng 26 luôn rồi VN 10 Tức đang rơi vùng quá bán Mình confirm cho anh em là khả năng cao nó sẽ có nhịp hồi ở đây Mình nghĩ nó phải hồi trong chiều ngày hôm trước Nhưng hôm đấy nó bán còn rất là mạnh Nên là mình có bảo anh em mình lên live stream với anh em Mình bảo anh em đừng gãy sớm Rất có thể nó sẽ dí cố Thì nó đang rơi vùng quá bán thì Rất dễ về đảm sẽ có nhịp hồi ở đây về là 30 nó có nhịp hồi ở đây thì cái bọn CTG, bọn Techcombank khả năng nó sẽ có nhịp hồi ở hai 200 và nếu VN30 nó hồi và nó tạo đáy được ở đây nhé Quanh đây Thì thị trường sẽ không xuống sâu nữa đâu Có thể mid cap đi thêm 5-7% Nhưng riêng banh nó giữ được ở đây là thị trường an toàn Hôm trước banh nổ vôn rồi nhé ACB nổ vôn nhé Tức có banh nổ vôn nhé CTG nổ vôn nhé MB nổ vôn nhé Quá tốt luôn gì nữa Đúng không? VN30 Họ gáp đao Nổ vôn sự hoảng loạn đấy đấy chính là sự hoảng loạn đấy đúng không mà banh đi này đi nặng chứ tiên phong này vp này, đi nặng chứ mình thấy nhiều con nó đang chơi đấy đấy đi nặng đi dã man luôn như núi luôn thành cái bô luôn rồi tiên phong điều chỉnh rất là nhiều luôn ấy thế sao bây giờ không ai hỏi trung hạn mua được không nhỉ xưa 17 năm thi nhau hỏi mua ftb này đấy cũng điều chỉnh tương đối rồi khoảng hơn 10% phần trăm banh đi rất nặng luôn đấy mình thấy banh đi 10% phần trăm là nặng với mình là như thế thì về là ba nó rơi vùng quá bán rồi vn index cũng rơi vùng quá bán khả năng rất cao ta sẽ có nhịp hồi một tuần tới có thể ra hồi xong còn test đáy mới phát nữa xong bắt đầu mới lên thật yeah. nhưng mà trước mắt chúng ta cần một nhịp hồi đã để xem là banh nó có thế nào đã nó có giữ được không đã chúng ta chờ xem một pha dí có thể là nếu mà nhịp hồi nó diễn ra vào đầu tuần thì có thể nhịp dí sẽ ngay vào tầm thứ năm hoặc là đáo hạn thường thì đáo hạn nó không có biến động nhiều không biết là lần này đáo hạn biến động không thường thứ năm nó rất ít khi nó biến động mạnh thì có thể là nhịp dí lại sẽ vào thứ sáu thứ sáu có thể tạo đáy được vào tầm đầu tuần kia đầu tuần sau nữa đấy nếu mà nhanh nó phải như vậy cả nhà vậy thì trong thời gian mà tạo đáy như vậy thì có vài cái lưu ý với anh em thôi một là anh em nên chú ý nhóm banh một là chú ý nhóm banh Chú ý sự tạo đáy của nhóm banh Có mấy cái lưu ý này Một Chú ý sự tạo đáy của nhóm banh Nhóm này mà ngưng rơi nhé Thì thị trường không rơi nữa Đặc biệt là bọn CTG MB Tech ACB 4 thằng này cả nhà phải cực kỳ chú ý cho mình 5 thằng này Vietcombank nữa năm thằng này mà tạo đáy nhá thách thị trường giới tiếp vì thế những cái bọn này anh em phải cực kỳ chú ý Ủa này thằng ctg có thể nó dí với đây nó hồi lên nó lại test loanh quanh đây luôn ok nó không rơi thủng sâu quá cái vùng 33 này nữa tức là cho nó một biên nhưng nó không thủng quá biên này nữa là được Ê, ví dụ cho nó một biên này vì ở đáy nó phải trôi sụt năm bảy cả nhà nhưng nó không rơi thủng quá nữa mà nó cân bằng tại được ở vùng này yên tâm tại vì nó về nền hết rồi tech cũng vậy về đây cân bằng được không? Phải theo dõi. MB như vậy có cân bằng được ở đây không? Phải theo dõi. Tất cả về vùng quá bán hết rồi, sẽ có hồi. Nhưng hồi nó là một chuyện thôi, nhưng còn hồi có tạo đáy đây không phải chờ test lại. Anh em hình dung không? Đấy nhá. Thì cả nhà phải theo dõi nhóm banh này cực kỳ kỹ, mình sẽ update với anh em về VN30. Bây giờ là chỉ do nó thôi, một vài con mít mình thấy chai rồi. Bây giờ banh mà đi chắc Ví dụ như là nó hồi nó test lại nó còn dí tiếp nhé thì chắc là anh em đi hết. Nói chung là trạng chết chúa cũng băng hà, đi sạch. có thể là banh nó về em hỗ trợ thì có thể là mít nó vẫn chai một chút thôi, nhưng banh mà đi tiếp nữa thì không có mít nào chai hết, tèo hết. Vì thế nên cái đầu tiên là cái nhìn nhóm banh này nó đóng một vai trò cực kỳ quan trọng mà cả nhà phải chú ý sự tao đáy của nhóm này. Nhóm này ngưng rơi thị trường không rơi nữa. Mà chỉ cần nhóm này nó ngưng thôi là sẽ có cổ phiếu nó phi lên. Bọn mít nó sẽ tranh thủ nó phi lên. Cái đầu tiên là cả nhà nên chú ý sự tạo đáy của nhóm bành. Cái thứ hai mình nốt cái này trước cho anh em này. hai này. Thị trường tạo đáy ấy. Thị trường tạo đáy nhá. Thì tất cả lên hết. Nhưng sau khi một hai tuần tạo đáy thì bắt đầu lộ ngành dẫn dắt. Tức là nếu mà anh em có ý định là anh em bắt cái pha tạo đáy của thị trường ấy cái pha đấy sẽ là một cái pha mà Vậy thì phải nói cái này là cái ba đi Ví dụ hai này Một pha trần tím Hàng loạt Sẽ Xác nhận Tạo đáy uy tín Tức là một pha trần tím hay còn gọi là pha tắt ảo Hàng loạt Nó sẽ xác nhận một pha tạo đáy uy tín Xong thị trường tạo đáy thì tất cả nó sẽ lên hết Trong 1-2 tuần thằng nào rơi thằng đấy càng rơi sâu càng lên mạnh nhưng sau đó một hai tuần xong thì bắt đầu nó phân hóa này mình lấy ví dụ luôn này, anh em đây là ví dụ đợt vừa rồi luôn này rơi nhé nhịp hồi này tất cả lên hết này trong hai tuần này chó mèo lên hết nhưng mà cả khu vực này không công nghệ thôi bán lẻ thôi đạm thôi kiểu vậy thị trường tạo đáy này khu vực chỗ này tất cả lên hết nhưng đây, toàn bộ khu vực này banh thôi còn tất cả thì tèo, bất động sản thôi phân hóa thôi tương tự như vậy ở đây cũng thế cả nhà phải hết sức lưu ý nhá có thể đầu tất cả lên hết cho tới khi nào ấy vượt dứt điểm 1300 thì lúc đó đồng pha tất cả còn hiện tại nhá thị trường tạo đáy tất cả sẽ lên hết lên hết một nhịp sau đó bắt đầu tích lũy lại còn khỏe lên tiếp ngành khỏe bắt đầu có triển vọng lên tiếp sau bắt đầu nếu mà ngành khỏe có triển vọng lên tiếp nó lại trùng với những ngành dẫn dắt banh bất động sản chứng khoán thép thì khi đó có thể vượt 1.300 tất cả lại cùng lên tiếp tại vì sẽ có ngành nó cần phải tích lũy cái dung ý của mình chỗ này không ạ tại vì khi mà rơi thủng 1240 rồi ấy thì nó không như anh em view cho anh em là ừ, chó mèo lên đâu vì lúc này ví dụ anh em xem này lúc đấy sẽ lên kiểu khác nhá ví dụ hoa sen nó lên kiểu khác con này đi theo đúng DG cách đây 3 4 tháng luôn. Thì sau đấy là hoa sen là nhịp swing up cơ, vừa lên vừa chỉnh. Nó không còn những cái thế này nữa. Anh em hình dung ạ. À. Đấy, cái đấy là cái cả nhà phải phải lưu ý. Cho tới khi mà vượt 1300 thì tất cả mọi thứ đều lên. Chứ còn nếu mà trong cái khoảng này vẫn đang dao động trong khoảng này ấy, thì tất cả sẽ tạo đáy lên hết trong khoảng 2 tuần, 3 tuần. Nhưng sau đó xong cả nhà phải chú ý, nhóm này dẫn dắt nó sẽ lộ diện. Lúc đấy thì mình sẽ nhắc thêm. Lúc đấy mình sẽ nhắc thêm. Ok. Tiếp tục này. Cái tin tức của thị trường ấy. Tin tức giai đoạn này. Ấy, giai đoạn này. Ấy, nó vô nghĩa. Nhá. Yeah. Thị trường giảm ấy. Thị trường giảm. Tin nào là tin xấu. Cái đấy mình nói trước anh em luôn. Để anh em lưu ý luôn. Thị trường giảm. Tin nào là tin xấu hết. Chẳng có tin nào tốt ở đây cả. Chẳng có tin nào tin tốt ở đây đâu Mà ACD anh, anh em thấy thọc đáy Chạc tuần anh em thấy chọc đáy Đúng không? Các cổ phiếu anh em thấy vai đầu vai Các kiểu con là điểu Nhưng anh em cứ xem lại 2014-2015 Phần kỳ phần cùng tứ tung Mẹ nó vẫn say quay pin rộng Đây 2014-2015 này Phần kỳ tứ lung tung nè cứ xoay vơi biên rộng về lên 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 hai đoạn liên tục hai đoạn liên tục hai đoạn hai đoạn đây Nó cứ đi hàng mãi nó cũng chính là cái kiểu như vậy yeah. cái đấy là cái mà anh em cần lưu ý chứ còn khi mà trong thị trường chúng ta xác định là trong thị trường này là thị trường swing biên rộng ấy thì chúng ta không nhất thiết thì chúng ta phải lo lắng ở ừ, đây là một nhịp đau chen các thứ đâu chưa chưa phải cái nhịp đấy nhá những cái pha này anh em cần tập trung cái thứ ba là anh em năm anh em cần chú ý một chút nữa cho mình đây anh em cần chú ý một chút nữa cho mình Cái năm này ví dụ muốn mua ấy muốn mua ấy thì nên tập trung vào những ngành ví dụ như là cứ tập trung vào những cái ngành năm ngành mình vừa bảo ấy banh chứng khoán bất động sản thép và một cơ bản ngách đấy là ok cứ năm cổ đấy là ok cơ bản đấy có thể là khu công nghiệp cơ bản thủy sản cơ bản hóa chất phân bón vận tải vân vân Nhưng anh em cứ tập trung vào những ngành này nhưng lưu ý trong một hai tuần đầu giảm ấy thì cái bọn mà bọn rơi nhanh ấy, nó sẽ là bọn hồi nhanh còn sau đó xong bắt đầu nó phân hóa đấy là cái mà anh em lưu ý anh em muốn mua thì anh em nên tập trung vào đội đấy cái thứ sáu là khi anh em giải ngân giai đoạn này giải ngân giai đoạn này ví dụ như là mình giải ngân thì mình đều là chắc chiêu rồi giải ngân chắc chiêu rồi chắc chiêu từ từ tùy vào các mốc chiết khấu các mốc chiết khấu để giải ngân tại vì khi mà thị trường nó hoảng loạn ấy anh em phải căn được tỷ trọng của mình căn được vốn cho tới khi mà thị trường tạo đáy tránh tình trạng khi nào phải thấy được cái phiên nó trần tím hết thì lúc đó mới yên tâm công tác được nhá yeah. Ai mà giải ngân theo kiểu là giải ngân theo mình ấy là Lấy vị thế ông dần dần xong rồi gia tăng gia tăng ấy Thì phải từ từ Thì phải đi vốn rất từ 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 Chứ còn không Không đi vốn được theo kiểu là Ừ hôm nay tạo đáy là mua full rồi Mai nó giảm đến 3% chết luôn Không có kiểu là trung bình giá vội vàng đâu Ví dụ đã mua vị thế thế lỗ 4-5% rồi hàng Vị thế các bạn mua 5% Các bạn lỗ 10% nhé à, Các bạn mua 10% nát Các bạn lỗ 10% mới là lỗ 1% nát thôi còn ví dụ như mình bắt hàng vị thế Mình bắt 5% nát Tức là khi mà lỗ 10% Tức là ăn 1,5 cây sàn Mình mới lỗ 0,5% nát tổng Đấy mới là đi vị thế đấy, Nếu anh em muốn giải ngân vị thế đấy Còn nếu không Còn nếu không Chờ hẳn Tạo đáy phiên trần tím Rồi mua Nhá, Mình thì quan điểm lúc nào mình sẽ có hàng tài khoản Vì thế mình sẽ không chờ chiết khấu hợp lý là mình bắt đầu mình mua dần. Cái đấy là cái mình cũng phải chia sẻ với anh em luôn. Nhá, còn tất nhiên thì sẽ có những cái quan điểm là ừ phân phối phân phiếc này kia, lần nào giảm được thế. Lần nào giảm cũng đều có những cái thông tin như thế hết. Nhá, nhưng mà sau lại thì tất cả mọi thứ thì quan trọng là chiết khấu thôi. Với mình thì chiết khấu trung hạn mà đoạn này là bắt đầu mua trung hạn được nhưng mà một vài con mình pick trung hạn thì nó chưa về đến điểm mua. Ví dụ như là mình cũng muốn mua những cái con cổ phiếu như Hòa Phát chẳng hạn mình cũng đang chờ vùng 252 đấy Tầm 252 258 có về đến đấy chắc là mình cũng mua một tí. Mình cũng đang chờ đợi chứ. Đấy. Nhưng mà vậy chiết khấu từ đỉnh về khoảng 7%, đúng không? Quanh ngắm nó vậy nó test lại đáy này. Thì coi như là vào đây làm tí nữa. Để ví dụ như vậy thì vào đấy tí 5% nạp, nó còn thủng tiếp thì còn mua tiếp chứ. Nếu cái tạo đáy thị trường rồi thì thôi thì lúc đấy lại gia tăng. Anh em mình dung không? Chúng ta mua dần cho tới khi tạo đáy thị trường nó mới gia tăng bắt từ những cái điểm này là anh em đã lợi thế 15% rồi đây anh em ạ nha yeah. bắt từ những điểm này là anh em bắt từ những điểm này là anh em đã lợi thế tới 15% rồi phải nói với anh em là như thế lợi thế 10-15% rồi ví dụ rồi như như con Ctg tại vì sao mình nói anh em thế Ctg đây hey. đây tầm 36-37 thi nhau hỏi mua giờ nó về tầm khu vực này ok sau này nó tích lũy lại anh em mua ở đây cũng được nhưng còn ví dụ mình thì mình cũng phải lấy trước một tí hcm vậy lấy trước một tí thử xem như nào xem có giao rơi thật không thử năm đúng không xem hàng về hàng vùng như nào tính tiếp vẫn ổn thì lại giữ cái vị thế năm đấy anh em cứ cho nó lỗ bảy mươi xem nó có lỗ được không đã trung bình giá năm vào nữa thì lại về sau này thị trường nó chỉ cần bật lại hai cây thôi là xong thì vùng tạo đáy nó rất là trồi sụt nếu anh em đi vốn được như vậy thì anh em giải ngân còn nếu không anh em chờ tạo đáy một phiên xác nhận trần tím hết thì anh em mua dần hoặc lớn lưỡi anh em mua ok tùy anh em quan trọng là cách anh em đánh như nào thôi đừng có vào trung bình giá vội thấy giảm nhảy vào trung bình giá ví dụ bạn đã tỷ trọng bạn đang 50-50 rồi mà bây giờ ừ bạn đang lỗ tỷ trọng 50-50 mà bạn đang lỗ 10-15% mà bây giờ bạn cứ giảm bạn vào mua thì biết nó giảm tới đâu. Tỷ trọng vào 50 50 chẳng hạn, bạn phải cho một phiên tạo đáy uy tín nhảy vào mua trung bình giá thì được. Chứ còn nếu không phải là phiên tạo đáy uy tín không nên mua. Ví dụ tỷ trọng các bạn ổn thì các bạn mới mua. Chứ còn tỷ trọng ví dụ tỷ trọng các bạn mới ừ à, anh mới 20 30 hàng thôi. Ok anh lấy thêm 5 10 phần anh thua gì. Ê, thì còn cả tiền mặt, còn cả margin, nhưng tỷ trọng bây giờ là 80 90 thì phải cân đối cơ cấu chứ. Vì thế ví dụ thứ sáu mình phải cơ cấu một loạt Mình bảo anh em cơ cấu một loạt Ví dụ anh em cần bất động sản nhiều phải hạ bớt tỷ trọng đi Xong bắt đầu mới có tiền mới đi giải bắt đầu giải một khác Từ 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 xem như nào Thì khi mà tỷ trọng nó ổn định thì các bạn mới nghĩ được Chứ còn ví dụ đang phun đang phun mà margin rồi thì không nghĩ nổi đâu Chỉ có lên động viên nhau như thế này thôi chứ nghĩ làm sao được vì thế các bạn phải đi vốn thực sự rất cẩn trọng những cái giai đoạn như này. Cứ bình tĩnh từ tốn mà đi vốn thôi. Một cái pha trần tím hàng loạt ấy thì nó mới xác nhận tạo đáy được. Ok, cái đấy là những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em ở trong tuần này. Hy vọng rằng là tới trước mắt chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp hồi phục xem nó như thế nào đã. Trước mắt là từ những cái cổ phiếu đầu ngành CTG vì bây giờ là CTG HCM đây là hai con mà mà của banh chứng nó là hai con lít của cái giai đoạn vừa rồi có tạo đáy hay không nó phải từ hai con này trước thì xem ra là bọn này nó có muốn thực sự nó có muốn tạo đáy hay không dừng rơi bây giờ phải dừng rơi hồi phục test đáy tạo đáy thì hy vọng là tuần sau sẽ là tuần mà tương đối đẹp tại vì các chỉ báo mình đang thấy nó về đến cái vùng quá bán hết rồi thì rất dễ nó sẽ có hồi phục ở đây cố dí thêm cho anh em phát cuối phiên hôm trước là cũng hơi áp đấy Thật ra là cuối phiên hôm trước nó nên hồi một tí ấy nhưng mà nó dí thêm chút cũng được Nói chung là nó đều có cái hay và cái dở Thì bây giờ tạt ao mà Làm sao mà phải để hoảng loạn nhất Bây giờ không còn cưa chân bàn nữa mà đã ngửa bài rồi Thì cũng hy vọng là mọi thứ nó sẽ ổn định Với những cái tình hình như hiện tại Đô có thể là sẽ điều chỉnh ngắn hạn ở vùng này Thì nói chung là mình cũng Đến hiện tại thì mình cũng tương đối là, là Tự tin trong việc là hướng dẫn anh em là mua Vị thế dần một chút Cứ Lấy vị thế dần một chút 5-10% xem như nào đã thử lửa xem như nào xong ta sẽ tính nhá yeah. còn đây mình có nói với anh em những cái đội cơ bản ấy mình có một vài cửa hàng con cơ bản mình cũng tương đối lo ngại rồi những cái con những con vĩnh hoàn này mình nói thật với anh em là mình không biết là nó có giảm bù hay không đâu tại vì là nếu mà banh nó rơi tiếp là nó sẽ rơi bù đấy đấy hh đi thậm chí kể những cái con vtp này mình nói thật với anh em nhé bọn này thị trường nó tạo đáy nhá con này sẵn sàng sàn những cái con đã tăng mạnh trong lúc thị trường đánh ngược gió, trong lúc thị trường nó tạo đáy rất dễ, một dòng tiền nó sẽ oánh cái bọn này đi luôn. Nên là anh em phải hết sức lưu ý. Cái này thì mình không chắc, vì nếu banh nó tạo đáy được ở đây, dừng rơi được ở đây rồi là bọn mít nó đã phi rồi, thì nó mà phi được một cây nữa từ vùng này thì lại ngon, thì có thể là tạo đáy thật luôn. Tại vì bản chất là tất cả là đều đang giảm do banh, còn bọn này nó điều chỉnh trước đó rồi, nó chưa có nhịp tăng nhá yeah. nên là bọn này thì mưa đến đâu mát mặt đến đấy phải xem banh như thế nào đã chứ không trạng chết là chúa cũng băng hà đấy là anh em lưu ý đấy cái đấy chỉ cần lưu ý cho mình thôi vì thế nếu một bọn này anh em giữ một cái tỷ trọng nhỏ thôi là hợp lý ok còn lại phải theo dõi banh rất sát giải này xem là banh có tạo đáy được hay không còn trong lúc này rất nhiều tin tức xấu khẳng định với anh em rất nhiều tin tức xấu giảm đến 15% rồi thì còn hò hét nhau còn xấu chán giảm đến 15 rồi banh đi hơn 10 rồi thì bắt đầu là là hò hét nhau rồi nhá còn lúc nó trên 1300 thì đẹp lắm nên là cả nhà bỏ qua tất cả mấy tin tức xấu tập trung vào tài khoản của mình xem là tỷ trọng của mình đã an toàn hay chưa mọi thứ đổ định hay chưa nếu mình có giải ngân mua thì mình đã nên mua hay chưa phải ngồi đặt những cái câu hỏi như vậy và đặt mua thì những mua những con như thế nào banh chọn con gì trứng chọn con gì thép chọn con gì cổ ngách chọn con gì lên một danh mục list cho mình đi và cơ hội nó sẽ mở ra rất nhanh thôi cơ hội sẽ mở ra rất nhanh những cái nhịp như này nó mới xuất hiện những cội lớn cả nhà cội lớn nó từ đây đấy hai tuần là chữ v là dễ lắm đấy rơi mở biên như này là hai tuần có gáp hoảng loạn như này là hai tuần chữ v là rất nhanh nhá yeah. nếu mà đúng đoạn này đấy ok nếu mà có tín hiệu xác nhận tạo đáy chính thức thì mình sẽ sẽ chia sẻ với anh em tạo đáy mà tái uy tín ấy. một cái cây mà trần tím cả lũ ấy thì mình sẽ xác nhận với anh em ok cảm ơn các nhà rất là nhiều hiện tại thì mức chiết khấu nó rơi vào khoảng 10 15 và có cổ khoảng 10 15 của banh trứng thì có thể có những cổ đã 20 rồi Đấy, thì nếu mà đi thêm một cái rưỡi sàn nữa thì chiết khấu sẽ rơi vào khoảng bằng tháng 7 tháng 8 đợt rồi thì mình cũng không mong muốn nó đưa, nó được như vậy mình cũng chỉ mong muốn chiết khấu đâu đó nó rơi vào khoảng nếu mà banh thì tầm khoảng 12 13 thôi trung bình còn lại thì mid cap khoảng 20 đổ về mình cũng hy vọng nó chỉ rơi vào khoảng như vậy thôi thì form cổ phiếu nó nó không bị vỡ nó không bị vỡ nó không xấu đấy cái đấy là cái mình 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 cũng chia sẻ thật như anh em là như thế nó ở ngưỡng vừa đủ tất cả mọi thứ nó ở ngưỡng vừa đủ thì nhịp sau thị trường lên nó bền vững hơn nó tích lũy lại nó nhanh hơn ok cảm ơn cả nhà rất là nhiều đấy là một view cuối tuần mình chia sẻ với anh em như thế để anh em có thêm góc nhìn về thị trường trong thời gian tới nhá để anh em lưu tâm chứ không anh em lại tương đối là lo lắng Ờ, mình nghĩ rằng anh em sẽ lo Điều đấy là điều bình thường thôi Sẽ lo Sẽ lo Nhưng mà Giả soát lại xem cái tài khoản của mình Nó xem như thế nào Có margin thì Có thể là hạ bớt ra nhá, Hạ bớt margin ra Xong rồi hâu Thì nó dễ hơn Chứ không bây giờ anh em mà còn margin thì anh em chết đấy. Mình hai tháng nay Mình không có bao giờ Chia sẻ với anh em là phải Đánh margin Luôn luôn nói với anh em là Phải chuẩn bị sức mua rồi Đến cái giai đoạn mua được rồi Nói thật với anh em Đến cái giai đoạn mua được như này Mà mình còn thấy run đấy chứ Lúc mình đặt, đặt tin mình chat cho anh em Bảo là ừ anh em mua vùng này đi rồi Mình đặt lệnh trên điện thoại của mình thôi Mình còn sun luôn nói thật với anh em Tức là mình thấy form của phiếu bắt đầu nó rất là nát Nó rất là nát rồi Nhưng không lấy vị thế lúc này thì không biết là lấy vị thế lúc nào luôn Chắc lại chờ nó Xanh tím lại phải đua vào thì nó lại bực tại Vì biên lợi nhuận hiện tại Nó toàn nở ra trong những cái lúc mà hoảng loạn Với lại hưng phấn thôi Chứ lại không nở ra từ tăng trưởng được nhiều chia sẻ với cả nhà nó như thế những cái cổ tăng trưởng đa phần là những cổ mà vốn rất là bé không đánh người lớn dù anh em cứ bảo là dù đánh cái hội VGI Viettel mà nói thật với anh em là dù từ cái đợt mà nhưng mà mình bảo mình chỉ đánh FPT thôi đánh cái con kia bây giờ bị úp cả lũ một cái cả cả tim bị úp thì có mà chết anh em dùng không cứ đủ mình đánh BMP mấy cái con bằng phúc nó cái đánh đấy cho khách lẻ đánh không thể nào mà cả tim nhảy vào đấy thành khoản nó cứ vài trăm nghìn được là vài chục nghìn được rất nguy hiểm đấy. Chị chia sẻ với anh em thế nếu mà mình có đánh trong ngành mình cũng không thể đánh được những cái con mà thanh khoản nhỏ mà kéo nhanh đâu. Mình cũng chỉ đánh được những con mà khối lượng lưu hành lớn thôi, trung bình trở lên thôi. Ví dụ như uh, công nghệ là chỉ sẽ đánh fpt, chứ không bao giờ đánh được gi là vtp đấy. hay trứng hạn anh em cứ hcm anh em đánh. Thép thì đoạn này hòa phát nó khỏe thì anh em cứ đánh hòa phát. Nó có câu chuyện của nó. Ok, hy vọng giờ anh em có được những cái mức chiết khấu tốt để anh em mua dần, mua dần, mua dần được và có được những cái cơ hội cuối năm nó tương đối là tuyệt vời. Nói chung là như thế này thì chúng ta nên nhìn nhận trên cơ hội nhiều hơn đấy. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà sức khỏe và đầu tư luôn thành công. Bye bye anh em. Hẹn anh em vào uh, buổi live tối ngày mai trên YouTube và TikTok của Anh Lương Vịt. Đừng quên để lại một like, một tim, một comment ủng kênh. Anh em muốn đăng ký vào nhóm khách hàng nhắn trực tiếp qua Zalo trên góc trên màn hình. Mình sẽ cho trợ lý gửi anh em thông tin để anh em đăng ký vào nhóm khách hàng.